Thưa quý vị, hàng năm cứ vào độ tháng 5 thì người dân các xã biên giới gần rừng của huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai lại phải đối phó với nạn dịch bọ đậu đen. Cứ mỗi chập tối thì từng đàn bọ đậu đen lại bay vào nhà dân. Nhiều gia đình phải tháo hết giường tủ và chấp nhận ngủ võng. Dù người dân và ngành chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp để diệt trừ, nhưng số lượng bọ đậu đen vẫn không thuyên giảm. Theo ghi nhận, rất nhiều xã thuộc huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai đang bị bọ đậu đen tấn công. Mỗi khi mùa mưa đến thì khắp kẽ hở trần nhà, dưới sàn gỗ, vách ngăn phòng đều có bọ đậu đen. Người dân đã dùng nhiều cách như phun thuốc diệt côn trùng, thuốc muỗi, nấu nước lá có vị đắng cay để phun nhưng vẫn không tiêu diệt được bọ đậu đen. Cơ quan chức năng huyện Iagrai cũng đã cử cán bộ xuống kiểm tra, nghiên cứu phương án xử lý nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp nào hữu hiệu. Thưa quý vị, làm sao để chọn được một giống lúa mới chịu được ảnh hưởng của khí hậu, kháng sâu bệnh nhưng lại thơm ngon và tạo được sức hút mới mẻ? Đó là điều mà nhiều nhà nông đang theo đuổi tìm tòi. Vâng thưa quý vị, khi thấy bà con nông dân huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp trồng và thu hoạch giống lúa thuần hương châu 6 đánh giá rất cao về năng suất và hiệu quả kinh tế, ông Khưu Bá Phúc, chủ đại lý lúa giống Phúc Hậu, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu của tỉnh An Giang đã quyết định đến tận nơi tìm hiểu và đem giống lúa về trồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo cơ quan chức năng khảo nghiệm đánh giá, giống lúa thuần Hương Châu 6 có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ đông xuân 105 ngày, vụ hè thu 90 đến 95 ngày. Chiều cao cây thấp, cứng cây, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt nhất là bệnh đạo ôn, dày nâu. Năng suất trung bình từ 7 đến 7,5 tấn trên 1 hecta. Thâm canh tốt có thể đạt từ 8 đến 9 tấn trên 1 hecta. Cho tới thời điểm này thì lúa đã giai đoạn vô là làm đồng là 45 ngày. Như vậy thì từ thời điểm mà gieo xạ cho đến nay thì là cũng thấy là rõ ràng là cái lúa phát triển tốt, nở bụi khá, nở bụi rất tốt. Như vậy thì kể cả về vấn đề cái phát triển của nó thì sâu cũng giảm hơn là các cái loại giống khác. Rồi còn về vấn đề nhiễm rầy nâu thì là chúng tôi cho tới thời điểm này chưa thấy con rầy nào để bám ở trên cái cây lúa. Bên cạnh đó, giống lúa thuần Hương Châu 6 còn có ưu điểm là gạo trong, dài, không bạc bụng, cơm mềm, dẻo nhẹ, có mùi thơm đậm đặc trưng, phù hợp tiêu chuẩn xuất khẩu. Hiện nay, lúa được trồng tại vùng đất Tân Châu đang trong giai đoạn phát triển tốt, mang lại niềm phấn khởi. Thì tôi là đại lý lúa giống Phúc Hậu nên từ chỗ đó tôi sẽ nhân rộng ra nữa và tôi sẽ tìm cái đối tác cũng như là liên kết với chỗ là công ty CSC giống cây trồng miền Nam để là xin là chia giống về để chúng ta nhân rộng ra để thay thế cho những cái loại giống mà hiện nay nó đã bị thoái hóa cũng như nhiễm cái sâu bệnh này, nhiễm vàng lá chín sớm nó nhiều hơn cái loại giống này. Dù mới chỉ bắt đầu với giống lúa mới nhưng có thể thấy giống lúa thuần Hương Châu 6 thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và có nhiều phẩm chất tốt, tiềm năng giúp người dân đổi mới. Thưa quý vị, tại Quảng Bình năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài, mặc dù nguồn nước tưới vẫn đảm bảo, nhưng hơn 8.600 ha lúa tái sinh của bà con nông dân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến năng suất bị suy giảm. Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đã khuyến cáo bà con tập trung chuyển đổi cây trồng, tập trung vào vụ hè thu. Năm nay, Hợp tác xã Đại Phong có khoảng 400 ha lúa tái sinh thì có tới 1/4 diện tích không thể phát triển được. Phần còn lại có tỷ lệ đẻ nhánh thấp, sinh trưởng chậm, năng suất lúa chỉ đạt khoảng 1,8 đến 2 tấn trên 1 hecta. Do cái thời tiết nó nắng nóng, sâu bệnh phát triển nhiều, rầy, đặc biệt là cái rầy nó phá hoại rất nhiều của bà con. Bà con nông dân cùng phối hợp tác xã huy động hết nguồn máy móc, thiết trang thiết bị, bấm vét các mương diện nước, tiết kiệm các nguồn nước sẵn có ở thượng nguồn miền Trung hồ An Mã. Phải tiết kiệm theo lịch thời vụ để mà tận thu được cái nguồn nước. Toàn huyện Lệ Thủy hiện có 8.600 ha lúa tái sinh nhưng cũng đang chịu ảnh hưởng nặng từ nắng nóng kéo dài. Mặc dù có lượng nước tưới đảm bảo nước tưới phía dưới nhưng mà khả năng sinh trưởng và phát triển của cây là bị hạn chế rất cao, rồi do nhiệt của năm nay là rất lớn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã có kiến nghị với các huyện chủ động hỗ trợ bà con trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện thời tiết.
Những ngày qua, tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã có một vài cơn mưa giúp giảm tình trạng khô hạn đã kéo dài suốt 8 tháng qua. Dù vậy thì tình trạng này cải thiện cũng không được là bao. Người trồng nho ở làng nho Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải của tỉnh Ninh Thuận hiện vẫn đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Hàng trăm hộ dân nơi đây đang phải tìm đủ mọi cách để khoan giếng, đào ao, trữ nước ngọt để cứu mùa màng. Những ngày nắng hạn gay gắt, lòng suối cạn chảy qua Thái An như một đại công trường thi công các giếng khoan. Bất chấp trời nắng gắt, từng túc thợ vẫn phải làm việc cật lực để tìm kiếm nguồn nước ngầm dưới lòng suối để cứu những vườn nho đang khô héo vì nắng hạn. Hạn năm nay sao đây, chắc năm nay là nhất, không có năm nào bằng hết, thiếu nước là trầm trọng luôn. Các địa phương đây là bó tới tay về nước rồi. Nhiều người đã tìm được nước dưới lòng con suối cạn, nhưng lượng nước rất ít, không đủ cung cấp cho nhu cầu của người dân. Chi phí để khoan một giếng nước dao động từ 30 đến 40 triệu đồng, chưa kể phải mua ống nước để bơm dẫn về rẫy nho. Dù tốn kém như vậy, nhưng vì nho là cây trồng lâu năm, vốn đầu tư bỏ ra rất lớn, nên nếu để nho chết thì thiệt hại còn lớn hơn gấp nhiều lần. Bà con ở đây thì cứ ra cái suối này là cứ tự khoan là để cứu cây trồng thôi. Bây giờ tìm chỗ nào có nguồn nước thì bà con cứ bù lại để khoan thôi, chứ đâu có chỗ nào nữa đâu, chỉ cổng làng đổ vô đây. Thái An là vùng trồng nho nổi tiếng gắn với hoạt động du lịch của tỉnh Ninh Thuận với tổng diện tích trên 190 ha. Năm nay do khô hạn kéo dài khiến các ao hồ thủy lợi, suối, giếng đào trong khu vực đều đã cạn kiệt. Toàn bộ diện tích vườn nho trên địa bàn bị thiếu nước nghiêm trọng. Một số vườn nho không chủ động được nguồn nước đã phải tạm dừng sản xuất. Do cái mùa hạn này nó không có đủ nước để mình dám cắt cành lại. Cắt ra thì không có đủ nước để mình chăm sóc nó. Cho nên nhiều người ta không có dám cắt không. Còn có số, đa số người ta thì đào ao móc giếng, người ta cũng không có đủ nước để mà dùng luôn. Trong tình hình nắng hạn cực đoan, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nếu không đủ nước tưới thì không nên cắt cành để nho ra hoa vào thời điểm này. Áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt. Đối với một số vùng trồng lương thực, hoa màu, cần chuyển đổi sang các loại cây trồng khác để đảm bảo duy trì sinh kế. Riêng với xã Vĩnh Hải, chính quyền địa phương đã đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí chống hạn, hỗ trợ gạo cứu đói cho những hộ dân thiếu lương thực do hạn hán gây ra.